Dạ chào chú. Lưu hả? Khỏe không con? Dạ khỏe. Khỏe thế hả? Chú tới chúc Tết nhà con hả? Mừng quá. Chúc năm mới thật nhiều sức khỏe nha. Đi xì đi. Trời trời, mày thiệt tình dữ vậy hả Lưu? Thì Tết mà, năm con lần à. Lẹ lên đi. Cái ngô vô, có ba má nhà không con? Dạ không có, con mình con nhà. Vậy hả, chú tới vậy? Biết rồi, tới đi lì xì con, nhanh lên đi. Để sáng giờ muốn mỏi đít luôn. Tới chơi hả cô? Cô tới thăm ba má con. Dạ, ba má con kêu con đứng ngoài đây chờ cô nè. Chờ cô làm gì? Thì lì xì chứ gì trời, còn hỏi nữa. Bây giờ muốn mấy rồi đòi lì xì nữa mày? Tao tới đòi nợ ba má mày nè, ông bà đâu? Không biết.